Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào cho biết sau khi hoàn thành mục tiêu tiêm chủng 50% dân số và tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm, Lào có thể mở lại biên giới cho du khách có hộ chiếu vaccine. Khi đó, du khách đến từ các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN khác sẽ được xem xét đầu tiên, sau đó là du khách đến từ các quốc gia khác. Tính đến ngày 23 tháng 10, đã có hơn 43% dân số Lào được tiêm một liều vaccine ngừa COVID-19 và hơn 37% dân số tiêm đủ liều kể từ khi đại dịch covid-19 bùng phát, Lào đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và hạn chế đi lại nhằm làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, việc này cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch và kinh tế của Lào.